Chào tất cả mọi người nhé. Năm ngoái thì vườn bưởi nhà mình đã mời bác Nhận đến để tạo tán cho cây bưởi. Các bạn nhìn cái tán nó rất là đẹp và năm ngoái thu được rất là nhiều quả. Tán như thế này thì việc thu hoạch quả nó rất là thuận lợi. Thì hôm nay mình lại mời bác Nhận đến để tư vấn cho mình xem là cái tán, cái cành bưởi này năm ngoái mình đã thu hoạch quả rồi thì năm nay có để thu hoạch quả tiếp hay không, hay là làm như thế nào. Thì hôm nay mình có mời bác Nhận đến để tư vấn cho mình. Thế năm ngoái cho nó quả trên cành như thế này rồi, hôm nay có lên để như thế này hay không, hay là mình sẽ làm như thế nào? Báo cáo như thế này, chắc nói với cháu, hai cháu là cũng là với mọi người là năm ngoái là cháu đã khai thác rồi. Thế nhưng năm nay nó vẫn còn những cái lộc như thế này thì ta vẫn để được là khai thác nốt năm nay nữa. Vâng. Đấy. Thì khai thác nốt năm nay, bởi vì năm nay cái chùm hoa ở dưới nó là rất là đẹp, thế thì khai thác nốt năm nay. Đấy, và đây nó cũng ra hoa hết. Đấy. Thế thì khai thác nốt năm nay, tức là cái cành này là nó cũng năm nay nó là đến ngày đến lượt của nó là sang năm không thể thu hoạch được nữa, là vì nó quá già rồi. Thế thì khi mà nó trưởng thành nó ở cái tuổi trưởng thành, nó đã đến cái tuổi nó sinh sản, thì nó mà sinh sản trong 2-3 năm là mình phải thiết kế nuôi dưỡng cho nó để mà lấy cái quả từ ở trên này đi xuống. Đấy. Thế thì sang năm, tức là năm nay là tiếp tục khai thác lấy một năm nữa, là sang năm là ta tiếp tục là thu hoạch xong, tức là khai thác xong thì ta có thể cắt đến đây, cắt bỏ hẳn cái cành cái này, vâng. Tức là đây cái cây nó cũng như là một cái trong gia đình của con người, vâng. Tức là khi cái người mà đã già rồi thì phải ra đi, đấy, thì cái người trẻ là phải cái lúc là phải thay thế. Thế thì tức là đây là như là một gia đình là tứ đại đồng đường. Đấy. Khi mà cái cành này nó là một cái chủ gia đình ngày xưa đã sinh sản, đã đưa ra cho bao nhiêu sản phẩm rồi, vâng. Thì bây giờ người ta nó già cỗi đi thì nó cũng như là trong gia đình của gia đình mình, tức là già cỗi đi thì phải thay thế, tức là sau này hết năm nay là cháu phải cắt đến đây, vâng. Cháu cắt đến đây thì cháu đưa cái cành này ra đây. Thì như cái vụ này, như vụ này là bây giờ cái cành này là nó không có cái che quả gì cả, thì cháu lấy tiếp cái cành này cháu che cho. Tức là con là phải nâng niu chiều chuộng cho bố đến ngày già cỗi. Đấy, biết chưa? Đấy. Thế thì khi mà đến khai quả này xong thì cháu cắt đến đây. Cắt đến đây thì ở đây nó che trước mắt, là bây giờ là năm nay nó đã che cho cái phần của cái cây, cái cành dưới này nó già. Đấy, thì che cho nó là khai thác hết năm nay là phải cắt lên đây, thì đây để đưa lại tiếp tục ta đưa xuống là nó cứ cha truyền con nối ra đến đây. Vâng. Đấy, cha truyền con nối thì ra nào đến mà đây. Ví dụ như là mình thu hoạch đến cái đợt đến cành này rồi, đúng nó rồi ra cành thì nó lại ra cành này. Vâng, vâng. Thì đây lại cháu lại tiếp tục cho đưa xuống, lại thu hoạch trên, lại thu xuống, tức là cha truyền con nối tứ đại đồng đường. Đấy. Lại vít xuống. Ừ, lại vít xuống. Lại vít xuống. Cứ vít lên thế này là ấy, sao cho cắt đây là đây cho đưa xuống. Vâng. Thì là đúng là rồi. Nó che thế cho. Thì cái tán của mình nó sẽ đẹp, nó đấy, cái tán nó đẹp mà nó vẫn cao lên. Nó dễ khai thác. Dễ khai thác quả, dễ phun thuốc bảo vệ thực vật. Đấy. Nó có rất nhiều cái lợi khi mà cái tán cây nó đã thành cái tán nó như thế này rồi. Đang. Là nó mọi cái thứ tiện, tức là tiện khai thác, tiện phun thuốc, tiện hái, tiện tỉa cành, tiện tạo tán. Đấy, nó có là đấy như thế. Thế nên là như cây như thế này thì năm nay nó cứ như thế này. Mà nó khai thác hết đây rồi thì năm nay nó còn cái gì nữa? Vâng. Nó không còn cái gì nữa rồi. Thì ta phải bỏ đến đây để cho trẻ hóa cây bưởi. Vâng. Thì cắt đi, rời đi, cắt cắt từ đấy vứt đi. Vứt đi.
để cây này lại lấy cái lại ra, lại lấy đinh nhánh trên ra, đấy nó lại ra tiếp cái cành này à. Cái này nó lại ra tiếp quả à. Tiếp quả thì sang năm ta cũng khai thác như là cháu năm ngoái ạ. Chú làm cho cháu là khai thác được 2 năm rồi phải không? Thì năm nay là khai thác là phải cho nó đi. Nó già nó cũng không có hiệu quả nữa. Không đẻ nữa. À, thế thì cháu lại phải đưa cái cành lên trên này xuống. Vâng. À, hết đây ta lại đưa thì kia nó lại phải lên. Vâng. Biết chưa? Mình nó lại lên thì ta lại tiếp tục ta khai thác 2 năm ta lại. Các lại vin xuống. Lại vin xuống. Tức là chuyển đời. Tức là đời đời cha. Đời này là đời ông. Đời ông. Đời này là đời cha, đời này là đời con. Cứ là trên cả ấy nó lại vít xuống che chở cho nhau. Để trong cái lúc mà nắng nôi chẳng hạn, nó có quả là nắng thì trên nó phải che cho. Hôm nay chúng cháu mới hiểu được là khai thác quả bưởi ở trên các cành bưởi của cây bưởi. Đấy, hôm nay cháu hỏi được đấy, từ cứ khai thác xong lại cắt đi. Cắt đi xong đó lại vín cái cành trên xong nó lại khai thác xong. Cứ vín dần. Nó ra đến đây. Vâng. Đây nó lại ấy ta lại cái chuyển như thế. Vâng. Thì nó cái cây nó bao giờ nó cũng thấp là một này. Nó dễ khai thác này, dễ phun thuốc bảo vệ thực vật này, dễ tỉa cành tạo tán này. Đấy, cho nên là chú hướng dẫn cháu làm như thế để sang năm cái cây này là rất là bội thu đấy. Vâng. Cái cây này năm ngoái là đã cho rất nhiều quả đúng không? Vâng, năm ngoái chú hướng dẫn tư vấn về cái tạo tán này. Thế thì năm nay cũng thế. Năm nay là cũng được đấy, thời tiết này là rất đẹp. Thế vâng. Như là đây nhá, cây này xuống đây thì tới đây là cái cành này. Vâng. Cháu sẽ thu hoạch hết thì cắt đi thì cái cành này. Đây nó chờ đây này. Lại vín xuống. Thì cháu lại đưa nó xuống. Vâng. Lại vín xuống. Đưa xuống thì là cành này tiếp tục lại vâng. có quả. Lại luôn. Có quả. Đấy, xong cái thì lại vín cành trên. Nếu sao khai thác xong người này thì sang năm nữa lại vín cành bên nữa. Thì cây bao giờ nó chỉ rộng ra thôi. Vâng, rộng ra thôi. Không cao được. Không cao được. Thế mà dễ chăm sóc tất cả. Thế mà cái khi nó có quả là mình phải bảo vệ nó phải có lá nó che này. Vâng. Đúng không? Vâng. Cái che này thì là thì là mình không dám nắng được. Đỡ được rất nhiều cái mà cái bảo quản, đúng không? Vâng. Thế là hướng dẫn với cháu thu hoạch quả sẽ được nhiều hơn đúng không? Được quả được nhiều mà hai nữa là như thế này cháu đây, làm như thế này nhá, như thế này như năm nay thế này thì ở trên này không nhìn thấy đúng không? Vâng. Đúng rồi. Ở dưới thì rất nhiều hoa, rất nhiều hoa. Thế thì nếu như là như năm nay nó ít mưa, như ngoại năm ấy là nó mưa thì là cái cây bưởi mà có hoa trên nó như thế này, vâng, là mưa nó xuống là cái phấn đang đỏ phấn ấy là nó trôi đi mất. À. Thì cái cảnh không bao giờ động nữa. À, thế nó thành thử nó như làm như thế này thấp hơn. Là nó giấu ở dưới này, đầy mưa là có thể nó giấu hết hoa này, nó phải có lá nó che. Nhưng mà khi nó còn che nắng nữa, đúng rồi. Cái lúc mưa còn dưới, còn lúc nắng là nó còn che. Năm ngoái là bác nhận tạo tán cho nhà bà Phương này là rất chi là đẹp và tròn tán, nó đẹp tán và cây sẽ thấp và tán cứ to ra, nó vừa tầm để cho vừa là làm vườn nó thuận tiện về vun vừa thuận tiện về vặt quả bẻ tiện cây nào thì tiện cho người làm vườn. Thế thì vậy hôm nay cháu hỏi chú là thế thì một cái mầm cây bưởi nó có ra được 4-5 cái những cái mầm, chú xử phạt cho cháu xem nào. Đây 4-5 cái mầm, 4-50 các cái mầm lộc chẳng hạn. Thì bây giờ mình chỉ để 3 lồng thôi, 3 mầm thôi để cho nó mập, đúng không ba chú? Ừ. Hay là để cả? Đây. Cái cành mầm này. Cái này là theo chú là nhiều người ta bỏ hết đi, đúng chưa? Vâng. Người ta bỏ như thế này, người ta lấy cành to. Lấy được 3 cành để cho tập trung vào cho cành nó to. Cho nó mập, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà riêng chú làm bưởi thì chú lại để cả. Để cả. Để cả thì khi nó lên như thế này thì có 1-2 cái cành này là nó lên được. Còn cái cành này nó là cành quả. Cháu hiểu chưa? Vâng. Đấy, nó là cái tay quả. Bây giờ là cháu vặt, cháu cứ để độc có 3 cái mầm này thì nó lại tiếp tục nó lại lên. Lại lên. À, không thì quả. Không bao giờ nó rất lâu có quả. Vâng. Khi để 3 cái mầm này nó không khác gì ta cứ tỉa đi lên đâu, ta tỉa để ta lấy vâng. lấy thân thôi chứ không phải lấy quả. Thế tức là
đây là đây là cái tay này là tay quả hết. Tay quả hết. Ừ, tay quả. Thế thì ta chỉ để một cái này nó lại giữ như đây nhá. Như đây đây là chú cái này là ví dụ cho cháu dễ nhất. Dễ hiểu nhất. Ra ba cành đúng không? Ba cành lộc từ xưa đấy. Bây giờ phải có một cái cành nó sẽ lên này. Vâng. Thì hai như thế này, đây là cụ thể nhất. Đấy đúng rồi, ba cái cành lộc đây. Đây là cành quả đúng không? Bốn cành vâng. Cành quả thì phải để đây chứ đừng vặt. Thế người ta cứ đeo người ta vặt hết là không được. Vâng. Thế cho mới hiểu được cái kỹ thuật để giữ lại mầm. Ừ, là biết sai. Cái cành nào là cành mang quả và cành mang thân. Bởi vì thân. Cái cành mang quả là cái cành là nó bao giờ nó ở cái tay này này. Vâng. Cái vâng. Tay của cái lộc này. Chứ không bao giờ nó là không bao giờ nó ở cái đầu mấy khi nó ở trên này. Ở trên này không bao giờ nó quả. Nó phải là rũ xuống này mới có quả. Vâng. Đúng. Thế thì nó là cái tay này. Đấy. Nó phải có tay nó mới có quả cái đầu này. Đấy. Để đeo đi vặt sạch. Đây này. Đây nhá, cụ thể ngay cho cháu, cây nhà cháu đây cháu phải để ý. Vâng. Đây là những cái tay hết phải không? Đúng rồi. Ngày xưa là cái tay cháu vặt hết thì bây giờ là còn cái mập nào nữa. Vâng. Thế đúng không? Vâng. Đấy, cái gì nó chứng minh cho cụ thể để cháu hiểu để sang năm cháu làm cái cây để tuyệt vâng. Vời luôn. Cháu này may quá bác hướng thêm cái kỹ thuật để mình giữ lại cái cành mang quả trên cây. Còn đấy. Cái cành nào của thân nó phát triển đấy. Thì mình biết hướng để mình tỉa cành cho nó phù hợp. Đúng rồi, đây, cứ như thế mà làm cái gì đâu. Cái cây nó mới cho được cái lượng quả nhiều nhất. Cái cây nó cũng như là một cái gia đình ấy. Vâng. Cái ở dưới là sinh ra trước, mà ở trên là sinh ra sau. Thế thì mình ở trên là cái đời non. Cái đời này là phải bỏ đi, đời già này. Tức là khai thác đời ông đẻ, đời ông cha đẻ rồi thì sao chỉ ngồi đấy không vâng. Được. Thời đời ông cha đẻ rồi theo cháu hiểu là theo cháu hiểu là đời ông cha mà đẻ con cái rồi thì sau không đẻ được nữa phải cắt bỏ và đẻ đến đời cha, xong đời cha đẻ xong rồi thì phải đến đời con, cứ cành cứ thế cứ phải cắt dần. Cháu nó phát triển. Phát triển. Chứ đẻ mãi nó không phát triển. Đúng được. Rồi, đúng rồi. Nó không nói nối dõi thông đường được, vâng. Đúng không? Bây giờ cháu lại hỏi tiếp chú này. Thế thì cái cây bưởi nhà bà Phương này thì bây giờ cháu muốn có một vài cây nữa ở ngoài vườn ấy thì cháu hỏi luôn cây này thì muốn chuyển đổi giống chú giúp được không? Chú giúp cho cháu giống ruby vào cái bây giờ chú lấy mắt nhà chú ghép cho luôn cho cháu. Ghép cái mắt bưởi của cây bưởi giống ruby vào cái cây như thế này có được không? Vào thời điểm nói là này là bây giờ là tất cả các cây mà mình định lấy mắt là nó mở mắt hết rồi. Vâng. Ghép thì ghép được, ghép lúc nào cũng được. Vâng. Nhưng mà để có hiệu quả nhất là nên là vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch là ghép hiệu quả hơn. Vâng. Bây giờ là tất cả những cái mắt này mà mình đi lấy mắt này, là phải bỏ hết cả những cái non non này đúng không? Vâng. Thế cái cành này bắt đầu mình mới đi lấy. Vâng. Lấy thì cái mắt này nó là mù rồi. Mù rồi. Cái mắt nó đã, bây giờ là cái mắt nào nó phát triển được là nó phát rồi. Nó phát lộc. Thế mình bây giờ mà ghép vào cái mùa này ấy, ghép vào mùa này là ghép hoàn toàn vào mắt nó mù. Đúng rồi. Thế thành thử là nó phát triển rất kém, có lên cũng kém. Cho nên là các cháu có nhu cầu ghép là phải để đến cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch. Âm lịch. Vâng. Đấy. Vâng, thế thì đến đầu tháng 3 và đầu tháng 4 âm lịch thì chú vào ghép cho cháu. Rồi. Thì bây giờ là mắt bây giờ như chú nói thế là mắt mù là không phật lộc được. Những cái mắt nào mà không mù thì đã phật hết lộc đúng xuân rồi. Đúng rồi. Thế thì bây giờ đây chú lại lấy giấy giới thiệu luôn cho cháu này. Vâng. Như cái chỗ này mà nó đã lên rồi nhá. Vâng. Là mùa này là mùa xuân nở đơm hoa kết trái và cái mùa phát lộc. Vâng. Nếu mà cái chỗ này á là bình thường là nó ra lộc hết phải không? Vâng. Thế nhưng bây giờ mà lấy những cái mắt này đi ghép thì không bao lên được nữa rồi. Vâng. Bởi vì cái mắt nó phát lộc ấy, là vâng. Cái mắt nào nó mở ấy. Đấy đấy đấy, đấy, đấy cái cành non này là phát lộc rồi này. À, phát lộc hết rồi. Đây. Vâng. Đấy cái cành lộc xuân rồi. Ừ. Xuân lộc đông là nó phát hết rồi. Rồi. Là nó phát hết rồi, thế còn đây tại sao nó không lên? Thế mình đi lấy những cái mắt này mà ghép vào thì là lên làm sao? Lên làm sao được? Cái tức là đây là ghép là phải trừ cái tháng riêng tháng 2, tháng 3 ra. Cứ đầu tháng 4 âm lịch ghép thì rất đảm bảo. Thì chú sang nhà cháu ấy thì cháu rất cảm ơn chú là đã giới thiệu cho cháu biết được cái thứ nhất kiến thức. Là mình cái kỹ thuật thu hoạch quả trên cành cây như thế nào và để cành như thế nào.
Cái thứ hai nữa là cháu biết được cái thời vụ để chú ghép giúp cho cháu cái bưởi giống mới như bưởi Ruby vào để thay cải tạo giống cho bưởi có chất lượng hơn. Rất cảm ơn chú. Vâng.